Mình đã đi đến đây để chủ yếu ăn lớp tờ thôi các bạn. Bây giờ mình đứng vô order lớp tờ. Lớp tờ ở đây rất là tươi và ngon. Đó, Jennifer đang đứng xếp hàng để order lớp tờ. Nơi này mình đã đi nhiều lần rồi nè các bạn. Để mỗi mùa hè trời nóng nực, mình đi đến nơi này vừa ăn bát tờ vừa tắm biển, ra biển. Nhờ xong nếu order xong thì mình sẽ đi vô cái đường hẻm nhỏ xíu đây nè các bạn. Đó. Thì sau cái đường hẻm này là mà có một cái bãi kê những cái bàn cho những người đến ăn. Bữa nay đi có Jenny đi nữa. Jenny, hai đứa con hai. Hai đi hai các bạn ấy. Chào các bạn. Nè, nè qua đây nè, hai các bạn chào các bạn nè. Chào các bạn kìa. Jenny, Jenny. Nè. Hai các bạn chào các bạn đây. Đi ham chơi. Mình sẽ đi phía sau sẽ những các chiếc tàu đậu. Nói tàu bữa nay sao vắng quá vậy? Sao này kìa, gió rất là mát. Butter lobster. 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 Are you from Tabasco? Yeah. And do you guys have hot butter? Yeah. Right there. Oh, shoot. You need more? Let me see that. Yeah, if you don't mind. Can you get like three more, please? Thank you. Ở đây, lớp tờ rất là tươi, ngon. Cái lem chowder cũng ngon. Mẹ có đem thấy muối tiêu chanh nè, phải. Đào mấy hết đi mà. Nè, con cái con này nè. Đây là con clam người ta bỏ. Này có móng mỡ. Rồi lớp tờ với lớp tờ nhìn ngon tươi quá các bạn ơi. Thôi giờ mình tạm ngưng ở đây để rồi ăn nha. Để tí xíu mình đi ra ngoài kia mình ăn mình quay cho các bạn xem. Bạn ơi, làm chả này là dạng như chả vậy nè. Mỹ nó cho lớp tờ chấm bơ à, rồi mình không thích ăn bơ mình làm muối tiêu chanh mình đem theo. I go by the side. I want some butter. Bây giờ cũng là 92, 93 độ các bạn, chắc là nóng.
thì mình ra đây cho gió mát. Nhà mình chạy đến đây cũng khoảng 40 phút. Giờ mình đến tiệm kem này mình ăn. Vô quán kem, bước đằng sau quán kem là có cái bác da nhìn ra biển dần ra nước.
Rồi chào các bạn. Rồi chúc các bạn nhiều sức khỏe, giữ gìn sức khỏe nha các bạn. Mùa dịch ở Việt Nam. Các bạn